cái người nào đó nói xấu em với vợ em, tự nhiên vợ em nhắn tin em không muốn quen. Cái anh đó nói là chồng em là lăng nhăng lắm. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thái Bình, năm nay 30 tuổi rưỡi. Em quê ở An Giang, đang sinh sống tại quận 8. Đồng Hương, chào em. Rồi, mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, em tên là Võ Thị Thanh Châu. Năm nay em 29 tuổi, hiện là em đang làm sale và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng là quen nhau như thế nào? Năm 2015, lúc đó em đang đi công tác ở Singapore. Thì lúc đó em lên chat Zalo với bạn em đó. Thì có cái người đồng nghiệp của em là con gái nói à, em có nhỏ bạn này thấy hợp với anh lắm, để em cho anh số điện thoại làm quen nha. Thì mới cho anh số điện thoại, em mới search ra cái hình vợ em thì em thấy cũng dễ thương. Thì em mới chat nói chuyện với vợ em, thì mới hẹn là à, khi nào anh về Việt Nam thì gặp đi uống nước. Về Việt Nam xong tới chiều em mới gọi vợ em ra, thì vợ em nó bận rồi không đi được. Tới hẹn lại bữa sau, thì bữa sau em mới hỏi ủa sao là hôm qua không đi, thì vợ mới nói là mới xăm mắt hay xăm môi vậy, sợ xấu. Dạ, xăm chân mày. Không có dám ra gặp. Thì khi mà vợ em gặp em xong thì vợ mới nói là hình như thấy quen quen. Thì kể ra mới nhớ là em với vợ em đã làm chung công ty hồi 7 năm trước. Dạ. Thì là vợ em thấy em, chứ thực chất là em đi qua làm thế chỗ chi nhánh vợ em, chứ em không để ý tới ai chứ. Để ý cô khác đúng không? Không có luôn, em cứ làm, không dòm tới ai chứ. Vậy đó hả? Còn em thì sao? Khi mà anh chat Zalo với em là lúc đó là em đã nhận ra là anh này là người quen cũ rồi nè. Dạ nhận ra, nhưng mà có điều là bây giờ ảnh thì ảnh tròn hơn. Còn lúc trước thì ảnh ốm, mà ảnh cao nữa, ảnh đen nữa, vừa khó chịu nữa anh. Nên là em cứ nhìn thôi chứ em không có. Mà làm như có để ý từ cách đây 7 năm hay sao? Dạ không, tại vì thấy mặt quần á mà ốm mà kéo lên tới đây nè, cái em để ý nó ủa sao mặt gì mà kéo lên tới trên đây vậy dữ vậy. Nhưng mà không để ý làm sao mà 7 năm sau mà dòm trên Zalo thôi mà biết là dạ tại vì á là chi nhánh của em là đang thiếu người ảnh qua hỗ trợ, nên là mình cũng đặc biệt nhớ tới ấn tượng đúng không, mình dạ. Có ấn tượng thì mình mới nhớ được chứ, cũng làm sao mà nhớ. Một ngày mình gặp biết bao nhiêu người 7 năm trời là biết bao nhiêu con người mình từng gặp qua đúng không. Dạ rồi đến bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Đi chơi cái cảm thấy mến nhau rồi yêu lúc nào không hay luôn. Vậy hả? Nghiễm nhiên đó, nghiễm nhiên là yêu nhau thôi. Tụi em cũng quen nhau cũng 7 tháng mấy à, cưới rồi. Trong 7 tháng yêu nhau vậy á thì có những cái chuyện gì vui buồn hờn giận hoặc là gây lộn banh nhà lòng chợ? Có sự cố gì không? Có một cái sự cố là lúc mà vợ em quen em được hình như chắc 1-2 tháng gì đó, thì có một cái người nào đó nói xấu em với vợ em. Là cái anh nó không có đàng hoàng như thế này thế kia đó, không biết diễn tả làm sao nữa, mà tự nhiên vợ em nhắn tin em không muốn quen nữa. Ủa người ta nói gì? Cái anh đó nói là chồng em là lăng nhăng lắm, mà gặp là em vừa mới chia tay cái anh trước nữa cũng lăng nhăng. Cái em nói trời sợ quá, không lẽ sao mình mất niềm tin quá vậy. Trong mấy ngày mà em không có quen ảnh á, em cảm thấy buồn lắm. Ảnh thì ảnh cũng đối xử tốt với em nữa, cái bên đó cho mình một cơ hội đi, không phải lúc nào cũng phải nghe lời người khác, mình phải nghe giống như con tim mình mách bảo. Rồi có nghĩa là chia tay được mày được 2 bữa đúng không? Dạ. hai bữa quá buồn, dễ sợ luôn. Yêu nhau là không gì sóng gió, không gì sóng gió, sóng gió quá rồi. Đến với nhau đó, cưới nhau được là mấy tháng rồi? 1 năm 4 tháng. Tụi em có bé chưa? Dạ chưa. 1 năm 4 tháng. Vậy thì sau khi cưới nhau về thì có vỡ mộng gì về anh chàng không? Chồng em là thời gian mà mới cưới á, là tối ngủ em bị ảnh quấn lên quạt. Mớ hả? Dạ. Ảnh mớ, ảnh bắt dò vô mặt em. Ông cười sung sướng trời ạ. Mà hỏi thiệt nè, tại anh coi trên mạng á, nó có cũng nhiều cái clip á, là người ta ngủ người ta giả mớ đó em. Dạ. Mới rồi đánh xong đầu cái bật dậy xong cái không, cái đó là thiệt, tại vì khi mà quất cái tay qua rồi á là em giật mình dậy, cái em dỗ vợ em, chứ thật chắc em không biết, nhưng mà mình có cảm giác là mình đã đánh ai rồi. Dạ. Nhưng mà cứ quấn qua em á là em tỉnh liền không? Em nói là như sao đầy trời luôn, trời đánh gì dạ đúng rồi. Mà vừa hết hồn mà vừa đau nữa. Bây giờ còn nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ nè, vợ có tính xấu gì không? Vợ em á thì có một cái tính là dặn cá chém thớt vậy đó. Có chuyện gì bực bội trong công ty hay gì đó, cái về là bắt đầu bực bội qua chồng luôn. Còn không là về mà cảm thấy nhà bề bộn á, tại vì tụi em đang thuê nhà ở chung với bạn, thấy bề bộn bực bội chứ cũng giận chồng luôn. Ủa, ở thuê nhà ở chung với bạn, mà là bạn bạn thân của ai? Nghĩa là bạn cùng quê em, tại vì hồi nào giờ em lên đây á là ở chung nguyên căn nhà không, mỗi đứa một phòng vậy đó, còn sinh hoạt chung là ở dưới. Vợ em đó tới vợ với mẹ không à, chưa có ra ngoài gia chạm với ai hết. Thì khi mà qua em á thì chắc là cũng hơi lạ, nên nhiều khi cũng hay bức bối bực bội gì đó. Thì mỗi lần vợ em vậy là em không nói gì hết trơn, muốn nói gì nói đi,
em để em ru cho giận mấy bữa đi rồi tự biết nhận lỗi rồi xin lỗi. Nhưng mà ở chung gì phức tạp không ta? Nói chung chẳng có mâu thuẫn gì lớn hết á. Nhưng mà có một cái là mình đang đi làm mệt á chị, cái mình về mình thấy trời sao mà bề bộn quá. Đó, thì em cũng hơi quạo như vậy thôi. Dạ. Có khi nào mà quạo rồi nhiều khi là nói rồi bạn bè rồi có phật lòng rồi xích mích? Dạ không, em thường là em chỉ tâm sự với chồng của em thôi. Ừ, nay em thấy buồn vậy vậy này vậy có nào mà chồng em binh bạn mà? Dạ không, chồng em được cái là sẽ xem cái việc đó là ai đúng ai sai. Có nào tức giận em bỏ đi về nhà mẹ? Dạ cũng có. Là vì lý do là vì ở chung? Dạ không, nó cũng giống giống vậy, nhưng mà vì lý do là cái anh mà lúc trước mà kể em nghe chồng em. Cái này để em nói. Thì lúc đó là có một cái nồi cơm mà không ai rửa, cái vợ em bực bội lên cũng giận em đi. Thì cái chuyện mà hồi đó ai nói xấu em tới lúc đó luôn là em không biết. Cái vợ em lúc đó sùng máu lên mới nói ra người đó, xong cái xách đồ về mẹ luôn. Rồi có qua nhà năn nỉ đâu hay là tự động về? Không, tại vì tối nó ngủ rồi có vợ quen rồi thấy nó chống trả vậy thì nhắn tin cái gò vợ xách đồ về. Ủa mà em tự động em quay về lại vậy hả? Dạ em buồn thì em đi, xong rồi em có nói với chồng em nữa, em đi về mẹ đó nha, xong rồi em đi, xong rồi đi về. Nhưng mà em với lại mẹ của vợ em á là có hợp với nhau không? Mẹ vợ hay bên em. Ồ, thế hả? Mỗi lần mà vợ mà dọn về á là mẹ trách vợ, mà tại vì biết tính vợ á là hở chút xíu là giận chồng, mày hở chút xíu là giận chồng, trong khi chồng làm gì chưa. Thành ra là mẹ em về phe của chồng em. Dạ. Thì chính vậy là một phần tác động vậy cho nên là chắc bỏ về một hai ngày lại quay trở lại với chồng về, đúng không? Với là một phần về nhà nằm ngủ mình chắc cũng buồn đúng không? Dạ buồn chứ. Giận thì nó đâu có vui đâu anh. Bây giờ mong muốn thay đổi sao? Em muốn vợ em thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ em là giận chồng thì cái nào nó đáng phải giận, chứ không phải là cái gì mình cũng giận được, chuyện chút xíu mà bỏ qua đi. Đừng có giận dai phải không? Đừng có giận dai và đừng có giận đang bực bội đâu á, tự nhiên về chút lên chồng mình. Đừng có giận cá chém thớt. Tức dữ lắm. Tại vì chồng là để chia sẻ chứ không phải để chút vô. Đúng không? Hay quá. Giờ hỏi cái xác suất tôi giận của em với chồng em một tuần là mấy ngày? Dạ không có đâu chị, lâu lâu mới giận chứ đâu có giận hoài. Lâu lâu mới giận thôi phải không? Mà qua miệng ổng là giống như ngày nào cũng giận. Đó hay kể đó. Vậy còn em muốn chồng thay đổi gì không? Em thấy chồng em vậy là tốt rồi, chỉ là em muốn là chồng em yêu thương em hơn. Cái gì tốt yêu mà lại còn muốn là yêu thương hơn là sao? Hơn nữa chị, phụ nữ giống như là vậy, không bao giờ là đủ với phụ nữ. Thì bây giờ vợ chồng em là chuẩn bị năm bé có con không? Dạ con muốn có em bé. Chị thấy vậy nè, bây giờ chồng em là em không khui ra được cái gì xấu rồi đúng không? Còn chồng em khui riết chỉ có một chuyện là giận gái chém thớt thôi. Với lại là hay giận hờn vu vơ đó. Bỏ luôn đi. Dạ. Bây giờ bỏ luôn cái đó đi để mà ngang cơ nhau luôn. Mấy mốt con mình sanh ra nó cũng biết bên ai cho nên là nó phải chia đều cái tình cảm của nó cho cả cha lẫn mẹ. Em thấy gì được không? Dạ được. Ok ha. Dạ. Đó. Rồi giờ đi anh đi chút đi. Chút cho con. Ta đang kiếm em bé nè. Thôi. Chúc cho hai em sau chương trình này mau chóng có một em bé khấu khỉnh ra đời cho vui nhà của cửa. Và chúc luôn năm sau có nhà. Không ạ. Dạ em cảm ơn anh. Hai bạn có cảm giác là hồi hộp, có run sợ gì không ạ? Hơi có. Thế còn chú rể thì sao? Em thì bình thường. Tụi em là ở miền Bắc đúng không? Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Vậy hả? Thời tiết khác, tối hôm qua một sáng nay ngủ dậy thì thấy mất giọng. Tụi em ở Hà Nội hay là ở đâu? Em quê Thanh Hóa, lấy chồng Phú Thọ. Em là Phú Thọ à? Dạ vâng, em Phú Thọ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Đức Minh, đến từ Phú Thọ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại một ngân hàng. Thế còn em? Em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Bây giờ bắt đầu kể cho anh nghe coi hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, như thế nào? Năm 2009 ấy, và em có tham gia cái trang web đấy là trang web kết bạn. Thì em vào em thấy ông này mặc cái áo trắng sau đeo kính râm, trông cũng già già rồi, làm cái status là buồn ơi tớ là khóc đây, nghe sến của anh bảo khóc ơi tớ là khăn mùi xoa đây. Thế là ông ấy dính quân quay sang chat chít với em, sau xin số điện thoại. Lúc đấy bắt đầu làm quen đấy. Chat chít thì ông ấy họ hỏi em sinh năm bao nhiêu, thì em bảo em sinh năm 87, thế ông ấy bảo em là anh sinh năm 85. Đó là dòng thứ nhất. Thế là em mới gọi bằng anh, nếu mà biết sinh năm 89 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với trẻ con. Nhưng mà lúc nói chuyện em thấy là nói chuyện chững chạc không? Dạ vâng, nói chuyện chả còn bảo là anh đang đi làm rồi mà trong cái đấy là ông đi học. Hay lùa tiếp, anh hay đi công tác Hà Nội lắm. Thì em mới bảo là thế chắc là chín chắn rồi ấy. Thế em mới thích, em nói chuyện. Khi mà biết cái tuổi thật của cổ như vậy rồi thì em thấy như thế nào? Cũng nói cô là cái mùi xoa. Cô là cái khăn mùi xoa cho em đó. Thực ra là khi em để cái status trạng thái như thế thì em thấy cảm thấy bình thường thôi. Là buồn ơi tức là khóc đây, tự nhiên nó vào nó bảo là khóc ơi tức là khăn mùi xoa đây. Để lau nước mắt cho mình. Mình cảm thấy nó rất là buồn cười thì mình là
cô bé này nói chuyện được đấy, thì là mình bắt đầu nói chuyện với vợ em bây giờ. Còn đến hôm, em nhớ hôm đấy là hôm 30 tháng 8. Thì ông ấy tự nhiên gọi điện cho em, bảo là em đang đâu đấy, mời anh mời đi uống nước. Đi uống nước nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng chị ạ. Ông này ông vô duyên mà biết thái lại sao. Trời ơi, cái vế đầu vô duyên là thấy ai là đầu biến thái đó. Anh hỏi em nè. Dạ. Ủa trời, em tỏ thái độ gì mà cô ấy nói em biến thái? Lúc đó thì em vẫn đang có bạn gái rồi, lên mạng chat chít tán gẫu với các cô gái khác thôi. Không ý đồ gì. Ủa vậy có gì đâu biến thái nhá. Không thì em kể tiếp. Cái hôm mà ông ấy xuống, ông ấy Hà Nội, ông ấy gọi em đi chơi đấy. Lần đầu tiên gặp thì em bảo thôi phải lịch sự và ăn ha mặc đàng hoàng để tránh người ta hiểu lầm về mình. Thì em chơi nguyên đồ đen giống như chị bây giờ, nhưng mà em sơ vin, đi đôi guốc cao 7 phân với cả 1m65, phải hơn 1m7 đấy. Là em bước ra chỗ hẹn ông ấy, ôi thì giật mình với cháu mặc nguyên cái quần bò bó sát, 1m59 cái tít kìa. Ông ấy còn 49 cân, không được như bây giờ đâu. Nó bé xíu, em bảo trời ơi, em bảo bị lừa rồi. Thế xong rồi ông ấy nhìn em, ông bảo em bây giờ ông cao thế, chả nói cái gì cả, ôi sao cao thế, hốt hoảng luôn đấy. Thế xong rồi ông ấy ngồi trên cái xe Novo nó to ấy chị, có em bảo thôi đúng là tranh đẳng kích rồi, tranh đẳng như là tranh bím họa đấy. Thế xong rồi đi uống nước thì đi một đoạn, ông ấy bảo là dừng lại em hút thuốc, ông quay sang ông bảo em là em làm điếu rồi để thối mồm. Em sợ lúc đấy luôn, em bảo là thôi thằng này đúng là chú vô duyên nhất trên đời luôn rồi. Em có cái kiểu mời bạn gái hút thuốc bây giờ thối mồm. Thì em mới nhắn tin cho em gái em là mày gọi chị về đi, thì gặp phải cái thứ giờ hơi rồi. Thế là em gái em bảo là thôi cứ đi rồi thì cứ cố gắng đi đi, cho nó có lịch sự, rồi uống nước xong rồi về không muộn đâu. Thế nó ở tỉnh khác xuống chứ không dở trò gì đâu. Thế là em với thôi miễn cưỡng đi. Đi đến quán cà phê thì bạn bè ông đông lắm. Em bảo thôi chết rồi, sợ rồi. Thôi xong, thế thôi xong. Bạn bè ông ấy toàn người cao to không giống ông ấy đâu chị ạ. Thì vào trong đấy thì xuất hiện hai cô gái. Mà cô ấy trông mà buồn buồn. Thế ông ấy quay sang bảo em là em ơi em làm giả người yêu cho anh với. Cô này là cô người yêu cũ của anh ngày xưa này. Nhưng mà cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo anh mà anh không còn tình cảm nữa. Thôi được rồi, lắm. Thế em ngồi xếp vào sau cho ông cầm tay em. Ông cầm tay em giới thiệu với bạn kia là đây là Thảo người yêu anh, bọn anh yêu nhau được 3 tháng rồi mà trong khi nó mới gặp xong ấy. Thế không hiểu sao lúc đấy em cũng nhập vai, em cũng đóng chuẩn lắm. Như thật rồi. Diễn xong vai đấy xong rồi 2 ngày sau bọn em yêu nhau. Hai ngày sau. Tại vì chị không biết đâu, lúc trên đường trông biến thái vậy thôi, nhưng vào ông nói chuyện lịch sự, máu hát hay lắm. Nhìn gần mặt lại thấy mũi cao, xong mặt tròn tròn xinh xinh, nhiều răng người đấy chưa đen giống bây giờ đâu. Thế rồi em mới thôi kết. Rồi sau khi mà cưới về có gì vui không? Dạ cưới thì cũng phải khó khăn mới ra cưới được ạ. Tại vì lúc đấy là em đi làm rồi mà chồng em đang còn đi học. Hai vợ chồng em có cái tính là cứ xa nhau là cãi nhau. Tại vì em cũng ghen mà anh ấy cũng ghen. Mà một người ở Phú Thọ, một người ở Hà Nội thì khoảng cách nó xa, và tốt nghiệp phát là lại xa nữa rồi. Thế bảo là thôi bây giờ xin cưới đi. Nhưng mà xin cưới thì bố mẹ chưa cho, tại vì anh ấy đang còn bé quá, sự nghiệp chưa có. Anh ấy bảo với em là bây giờ cứ xa nhau là sẽ chia tay cho một xem. Thế xong rồi quyết định là sống tử với nhau, là chơi cái chiêu mà hạ sách cuối cùng. Hạ sách nhất là hạ sách đó. Có em bé bác sĩ bảo cưới thì là phải cưới thôi, cưới thôi. Bố mẹ sẽ đồng ý, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng có thật. Tức là em bé mấy tháng rồi thì là khi mà báo cho gia đình biết, trong đấy em hơn 1 tháng rồi. Thế là bố mẹ chồng bảo thôi bây giờ nó đã yêu nhau như thế rồi ấy, gia đình đồng ý cho cưới. Trời ơi, vậy bây giờ nếu ví dụ như cho thời gian nó quay ngược lại á, thì tụi em nghĩ là tụi em có dùng cái hạ sách đó nữa không? Thế em nghĩ như bây giờ mình quay lại thực đấy thì em cũng không dùng nữa. Đừng bao giờ nên dùng cái gọi là cái hạ nhục sách kế đó. Nói chung là thôi, đừng có xui em chứ em có đồng ý đâu. Em bảo là không được đâu, nếu như mà có thì dỡ may mà bố mẹ vẫn không đồng ý thì là em là người chịu thiệt đấy. Em bảo thế, anh ấy cứ bảo không sao đâu, em hiểu tính mẹ anh rồi, chắc chắn là được. Cho dù ông bà cha mẹ mình có thông cảm đi chăng nữa, chưa chắc gì là tụi em gọi là đến với nhau rồi mà tụi em bền vững. Bởi vì sao? Lúc đó quá bồng bột. Ví dụ như bạn này còn đang đi học mà trụ cột gia đình mà đang đi học nữa. Đúng không? Đúng rồi, sanh con ra nếu mà gia đình hai bên không vững về kinh tế mới có thể hỗ trợ thì đúng là tụi em lại cãi nhau to. Bởi vì nói chung là đừng bao giờ mấy bạn học tập theo các bạn này. Mấy bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái giai đoạn là sau khi cưới nhau, các bạn có vỡ mộng gì về nhau? 2 năm đầu thì rất là hạnh phúc. Rất là ok. Đến 3 năm sau bắt đầu mâu thuẫn. Về vấn đề gì? 2 năm đầu thì vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Đến năm thứ 3 thì bắt đầu vợ em lao vào kinh doanh. Kinh doanh bán hàng qua mạng thôi. Nên là bận bịu suốt ngày. Thế nên em thì em cảm thấy là mất cái sự quan tâm đi của vợ đi. Vợ em thì lại hiểu là không thông cảm cho vợ, để vợ đang kiếm tiền. Về thời gian sinh học là thay đổi hết. Trước thì vợ em dậy sớm lắm, là dậy là lượt quần áo cho chồng, đi làm là chỉnh chu, nhìn là rất lịch lãm lắm. Đến cái thời điểm cái năm thứ 3 đấy, vợ em kinh doanh thì sáng thì tự làm lấy hết.
Trước thì cũng có hỏi là chồng ăn gì không, nhưng bây giờ chẳng hỏi gì. Đi làm xong chiều về nhà thì cũng chả thấy ra vợ ra đón nữa. Ừ. Về nhà cứ thấy đang cầm cái điện thoại và máy tính cứ bấm 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 suốt, tôi ra tôi luôn một chỗ là trả lời khách, tư vấn khách. Lúc đó em cảm giác sao, em cứ muốn bỏ đi cho rồi. Tức là đừng có vợ ở nhà hậu phương vững chắc mà chả thấy vững chắc gì cả. Về nhà chán ấy. Thế rồi sao? Thế là trong lúc đấy thì vợ em kinh doanh thì nhiều gặp khách cũng khó tính. Ừ. Vợ đâm ra là giận cá chém thớt, cũng giận quay ra cáu chồng. Ờ. Chồng nói được câu và vợ nói lại hai ba câu. Ừ. Là càng nói càng tức. Tức là mâu thuẫn cao điểm là có vấn đề mà. Chị ơi, như là... em thì bị hàng xóm người ta nói là con này nó lừa thằng này có bầu cưới rồi, em đã ghét. Ừ. Em đã ghét rồi, em đã bị cái đấy rồi. Thế xong lại còn bảo là con này nó ăn bám chồng. Ừ. Thì em mới bảo thôi bây giờ kệ chồng đi, mình phải kiếm tiền, mình phải độc lập đã, để cho trẻ mất cái tiếng ấy đi đã. Thế là xong rồi em nói với chồng, nhưng mà chồng cũng không hiểu lắm cho em đâu, không chịu thông cảm cho em đâu. Thế cứ cầu nhau thôi, phải dí mặt vào điện thoại thế rồi hay chỉ trích em đấy. Thế em tự ái cũng cao mà ông ấy cũng có tự ái, chứ hai vợ chồng thì ai cũng muốn đối phương hiểu mình, mà cuối cùng chẳng ai hiểu ai. Ừ. Thế là đâm ra chiến tranh lạnh. Ừ. Chiến tranh lạnh mất một tháng đấy, thì xong cuối cùng ông ấy đòi ly hôn. Ừ. Dạ vâng, ông ấy bảo là anh chán phải sống này lắm rồi. Em nói gì em cũng như nước đổ đầu vịt ấy, thì không, em không còn tôn trọng anh nữa, thì anh ấy viết đơn ly hôn. Rồi em sao? Vâng, thế hồi xưa mà trước khi cái chuyện này thì cũng có, em cũng có ly hôn mấy chuyện linh tinh, với cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, nhưng mà lúc đấy là em chưa có tiền. Em bảo bỏ chồng thì là mình chết đói. Chết thế bây giờ em bảo mình làm ra tiền rồi, bây giờ không muốn sống với mình thì mình đi thôi. Thế là em ký luôn. Ký luôn hả? Vâng, ký luôn. Đơn này vợ ký lúc đấy ký luôn. Lúc em đi làm, lúc đấy là chiều về thì thấy bế con đi rồi. Ừ. Đấy. Nhưng mà em viết là ý là em muốn thử hay là em muốn thiệt? Lúc dọa mà cũng thật đấy, lúc gì sau quá trình quá như thất vọng rồi là làm liều luôn. Dạ. Rồi đến đâu thì đến ấy, lúc đấy như thế. Và... nhưng mà lúc đấy em thật là... em đang căng quá. Không nghĩ được. Vâng. Rồi cái lúc đó em bế con đi đâu? Dạ lúc đấy thì em mới chia con ra. Cho anh nuôi lớn, em nuôi bé. Em bế con đi thì trên đường thì con đã bị ốm. Tự nhiên thấy con ốm thế em mới sợ quá, em phải đi vào bệnh viện luôn. Đưa con một mình xe tay xách nách mang đấy làm thủ tục cho con. Xong rồi đủ chuyện cho con thì khóc. Thì em mới nghĩ lại những lúc mà có chồng đấy, ấm áp á. Con nó ốm thì hai vợ chồng cùng chăm này, có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Tự nhiên mình thành cô độc quá, mà cái chuyện dẫn đến như này nó không đáng. Không đáng đúng không? Ừ. Thế rồi em mới sụp xuống, em mới khóc. Thì em mới lôi điện thoại ra mới thấy khoảng 20 mét của gọi nhỡ của chồng đấy. Lúc đấy thì về cảm thấy thương vợ thương con quá là gọi liên tục, vợ không nghe máy. Nhắn tin vợ không nhắn lại, là lúc đấy rất là sợ. Thế rồi em thấy em buồn lắm. Thế xong rồi em mở ra em thấy bảo em ơi em về đi, có chuyện gì không đừng làm anh lo đấy. Thế rồi em thấy tủi thân quá, em gọi em khóc hu hu ở sảnh bệnh viện đấy. Xong rồi khóc xong phát nhắn tin bảo cho con, em cho con đi khám bệnh, bây giờ em về. Em về hai vợ chồng nhìn nhau bảo thôi ổn rồi. Thế bỏ qua cho nhau đi, xong rồi sẽ thay đổi. Trong quá trình mà tụi em có những cái mâu thuẫn như vậy, có lúc nào trong đầu em á suy nghĩ đến một người phụ nữ khác không? Dạ không ạ. Còn em thì sao? Ôi em thì từ khi gặp anh này thì em đã xác định là chỉ có sống chết với anh này chứ không mơ tưởng. Nhưng đến anh này anh ấy chiều em lắm. Ông này ông nhỏ con nhưng mà bé nhưng mà có võ. Bằng chứng là trên tay anh cầm cuốn sách nãy giờ. Dạ. Anh không biết cuốn sách này là cái gì. Dạ, ông ấy là cảm hứng của tất cả mọi câu chuyện của em và chia sẻ trên mạng xã hội đấy. Thì em có một trang cá nhân là chuyên chia sẻ những câu chuyện gia đình, mà mọi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em đều chia sẻ ở cái góc độ hài hước đấy. Và sau đấy thì đã được tập hợp thành một cuốn tự truyện hai vợ chồng. Tức là có nhà ý tặng chị hay là vì em thấy cái nội dung của cuốn truyện này nó giống với chương trình của mình quá. Vâng, câu chuyện này chỉ cần một người hiểu em trong đời. Hiểu em trong đời. Vâng. Thảo Sù. Dạ. Là biệt danh của em. Rồi bây giờ có một cuốn gì cuốn cho ai? Thứ nhất là anh cũng nói luôn, anh là về kinh nghiệm sống anh rất ít. Cái thứ hai là về hôn nhân anh cũng mới. Thấy không? Cái tình trường của chị lại cần một cái gì đó nó thanh xuân một chút. Buồn quá à. Cảm ơn em. Cái này sơ suất của em đáng lẽ ra là em phải... Anh nói vậy thôi, nhưng mà về anh sẽ đọc xong rồi anh cho chị Vân mượn. Không có đâu, chị nhờ thuận photo lại cho chị. Không, anh muốn đọc. Xong chương trình này em sẽ gửi cho chị Hồng Vân một cuốn khác ạ. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều. Thế các bạn bây giờ là quá hiểu nhau. Và những cái sự gì đó nó khổ đau cũng đã trải qua rồi. Em đi bây giờ em có một cái điều mong muốn ở Minh thay đổi thì đó là điều gì? Thực ra thì em tham gia chương trình này cũng chỉ muốn là được mặc váy cưới là một này, để với cả là muốn hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm cùng nhau thôi. Chứ thực ra thì trong con mắt em thì anh ấy đã quá hoàn hảo rồi. Vâng, trừ chiều cao thôi. May là gen của em trội, hai bé ở nhà cũng cao. Và em thì sao Minh? Cái mong muốn của em thì anh cũng cảm ơn bố mẹ và anh em bạn bè là ủng hộ cái việc là vợ chồng đến với nhau. Bây giờ cuộc sống đến hôn nhân như này là rất hạnh phúc rồi. Vâng, chị mong như thế đấy ạ. Trời, chị thì chị thấy vậy nè. Với các bạn trẻ thì những cái thật như thế này á, ở trong cuốn sách này, câu chuyện của các cặp vợ chồng này, các bạn sẽ tìm ra được những cái kinh nghiệm để tự mình rút cho bản thân của mình. Chương trình chỉ biết là trước hết là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thứ hai là chúc
hai bạn lúc nào cũng định hướng được cái cuộc sống tương lai của gia đình nhỏ của mình và định hướng cho các con. Annyeonghaseyo. 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 Ủa đúng vậy? Đúng chào Hàn Quốc không? Đúng rồi. Trời, hú hồn. Chị thấy em nói chưa? Không biết là chuyện vui hay chuyện buồn nhưng mà bước ra thấy có ý nghĩa rồi đó. Ơ chứ sao? Cả hai vợ chồng đều người Hàn Quốc hết. Không phải. Nó... Không phải đâu. Đây em là người Hàn Quốc. Việt Nam. Dạ con là người Việt Nam. Còn đây là người Việt Nam. Đúng rồi, người Việt Nam. Rồi, còn thấy vui đúng, vậy đó. Phải nói là đúng rồi, là chồng của người Việt Nam. À. Nói lại, đúng rồi. Đúng rồi. Chồng của người Việt Nam. Chồng của người Việt Nam. Chồng của người khó lắm. Khó lắm. À, ok, rất là vui và cảm thấy rất là đặc biệt trong cái số này. Bởi vì hình như là lâu lắm rồi mình mới gặp một cái bộ trang phục mà của một cái quốc gia mà được quốc xuất hiện của... ở một quốc phục của một cái quốc gia nó rất là đáng yêu và được đồng hành trong chương trình Vợ Chồng Son này. Em nói với ông ấy là anh Thuận với chị Vân rất là cảm ơn ông ấy đã nhận lời tham gia chương trình này. 너무 반가워요. 오빠 여기 와서 옷도 예뻐요. 저도 너무 영광이고 너무 감사해요. Anh cũng rất là hân hạnh khi được gặp cô chú. Yeah. Ở đây là bộ trang phục đám cưới. Bộ trang phục truyền thống á, đám truyền thống của người Hàn Quốc là do mẹ chồng của con may cho con lúc đám cưới. Ủa hả? Ủa lúc đám cưới có mặc đồ này? Dạ. Lúc đám cưới là hai vợ chồng mặc đồ này làm lễ ở nhà thờ. Nhưng mà chú hỏi coi, lúc mà đó thì con có làm tóc, làm tay hay đội cái gì trên đầu không? Dạ không chú, thường á, người Hàn Quốc người ta rất là ưa chuộng cái kiểu mà sang trọng và đơn giản. Không, ý là chú Thuận có làm tóc chứ có làm tóc gắn bông cái hoa cái bà gì á, cái bà đưa chân cơm á. Dạ không, đơn giản nha chú. Là hồi đó là đám cưới con sao thì giờ nó vậy hả? Dạ đúng rồi, là hai vợ chồng con là muốn ôn lại kỷ niệm mà lúc hai vợ chồng mới cưới nhau có cách 2 tháng thôi. Gì hả? Dạ đám cưới được 2 tháng thôi. Thấy bộ đồ mới quá trời. Hai tháng rồi. Đám cưới 2 tháng nhưng mà có 2 đứa con rồi. Hai đứa con rồi. Con gái lớn của con là được 2 tuổi. 2 tuổi? Dạ, gần 2 tuổi, 19 tháng. Mỗi đứa nhỏ? Đứa nhỏ là được 7 tháng. Trời ơi. 2 năm 2 đứa. Đó, là làm năm 1 liền tuần tự. Dạ. Lỡ mất công đẻ rồi coi là đứa đầu là con gái, đứa sau là trai. Vậy là đám cưới của con là bạn nhỏ là được lên sân khấu mà cả hai bạn luôn khóc sùm nhà thờ. Rồi, bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nha. Dạ con trước, con tên là Nguyễn Thảo Phương Nguyên. Con sinh năm 1998, năm nay con được 24 tuổi. Và hiện tại con đang làm mẹ bỉm sữa toàn thời gian cho hai em bé. Con đang sống ở đâu? Dạ hiện tại con đang sống ở Biên Hòa. Ở Biên Hòa. Ủa là hai vợ chồng không có sống ở Hàn Quốc hả? Dạ không, chú Thuận là từ khi mà hai vợ chồng gặp nhau, quen nhau và sinh em bé tới khi khôn thì hiện tại là đều ở Việt Nam. Ở Biên Hòa. Dạ. Rồi xin mời. Em nói là ổng cứ giới thiệu, nếu mà tin giới thiệu bằng tiếng Việt thì càng tốt. Còn không bằng giới thiệu về tiếng Hàn con dịch lại. Anh tên là Xin chào. Xin chào. Tôi tên chào, là Chào chú cô. Chào tôi... cô chú. Cô chú. Tôi tên là con tên là Bác Xê Răng. Bác Xê Răng. Xê Răng. Phát thông khô lắm. Bác Xê Răng. Bác Xê Răng. Ồ, chú lắm. Đúng không? Cô chú lắm. Bác Xê Răng. Đúng rồi. Bao nhiêu tuổi? Sinh năm là 1986. 86. Năm nay 36 tuổi. 36 tuổi. Đúng rồi. Công việc của bác Sơ Răng là gì? Công việc. Công việc tích. Tích. Job. À, chỉ gọp. Con làm việc ở Uri Bank, Vienna Branch. Uri Bank. Ngân hàng Uri Bank. Hàn Quốc. Chi nhánh Hàn Quốc. Chi nhánh Biên Hòa. Ubi Bank phải không? Dạ đúng rồi cô Hồng. Ubi Bank. Ngân hàng Ubi Bank. Ubi Bank á. Rồi. Rồi. Chú biết chưa? Biết rồi. Chẳng luôn. Gửi vào Ubi Bank đi. Tôi không có tiền. Con sẽ cho lãi suất tốt. Mở tài khoản đi. Đúng rồi. Mở tài khoản. Mở tài khoản. Con miễn phí. Tao người năng và mở tài khoản đi. Chút nữa vô trong chúng ta giao dịch. Rồi bây giờ chắc Thảo đi. Thảo kể đi cái cơ duyên nào mà gái Việt Nam gặp chàng trai Hàn Quốc đó. Đi gửi tiền. Thảo đi gửi tiền trong Hubi Bank gặp con hả? Dạ không. Rồi ủa đi ô tô kem ảnh này rồi. Rồi nhìn thấy ô đẹp quá. Rồi thua luôn. Sao Thảo? Là ngày hôm đó khoảng 3 năm về trước. Ba năm trước. Và mùa mưa.
cuối tháng 7 và mùa mưa. Là lúc đó là con cũng đang đi làm ở công ty, con đang làm kế toán. Ngày hôm đó là công việc mệt mỏi, rồi cô đơn ở Sài Gòn, cô đơn một mình, sống một mình. Thôi đi ra ngoài quán cà phê ngồi đi cho đỡ buồn, chứ ở nhà tâm lý quá. Đi ra ngoài quán cà phê ngồi thì gặp anh này. Hình như anh đó cũng hôm đó cũng tâm trạng cũng không vui. Đi ra quán cà phê bắt đầu ảnh, theo như là ảnh nói với con là lúc đầu anh thấy con là trời ơi đẹp quá. Bưởi to. Bưởi to là tại vì lúc đó là con mới có 22 tuổi thôi. Mình là con gái mới lớn mà mình người mình có cái gì là mình muốn khoe ra hết. Mình là mình lớn rồi, mình là con gái rồi, mình muốn khoe ra hết. Rồi ảnh thấy là chết rồi, đẹp quá, bưởi to quá. Tới xin số điện thoại của con. Ủa nhưng mà lúc đó tụi con nói chuyện với nhau bằng tiếng Dạ nào? Lúc đó là con vẫn chưa biết tiếng Hàn. Lúc đầu mới gặp là con chưa biết tiếng Hàn. Con giao nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Tiếng Anh hả, chứ không phải là tu quơ đúng không? Con nói chuyện với anh bằng tiếng Anh xong sau đó con cho số điện thoại thì nghĩ là cho thôi chứ có đẹp trai đâu, đâu có cao, đâu có to, đâu phải gu của mình đâu, thì xin thì cho thôi chứ người ta tới xin rồi không cho thì kỳ. Nhưng mà con có nghi là ổng cua mình không hay là con nghi ổng là con cắt cái ổng cua con mà, tại ổng nhìn vô cái đó không à. Tới đó là nhìn vô cái đó thôi. Thì con lúc đó thì mình mới lớn thì con cũng cho số điện thoại rồi về cứ ngày nào cũng nhắn tin, em ơi ngủ dậy chưa, nói nhắn tin với con bằng tiếng Việt, em ơi ngủ dậy chưa, em ăn gì. Suốt đâu 6 tháng trời thì mình không thích mà con cũng đâu có trả lời đâu. Rồi tới ngày hôm đó tự nhiên đâu không biết một làn gió nào thổi tới, tự nhiên con gọi cho ảnh. Con đi làm về cái tự nhiên con thấy ông nội này sao dai dẳng quá ta, hay là thôi mình gặp ổng lần đi rồi cho bỏ luôn đi, chỉ giống vậy đó. Có nghĩa là trong suốt 6 tháng là con không trả con lời không trả lời con không trả lời tại vì nghĩ là chút trả lời rồi không trả lời, ảnh nhớ lộn người khác rồi đó. Con không trả lời. Cái tụi tôi nói tụi con gặp nhau cái cũng trời mưa cũng trời không mưa, nhưng mà lúc con gọi cho ổng á, con người gợi ý là đi gặp nhau á, con cái phản ứng của ổng trong điện thoại như thế nào? Khoái lắm chú, nói với con là em ơi gặp anh đi, em dạy tiếng Việt cho anh nha. Anh sẽ dạy tiếng Hàn cho em. Hai đứa mình giống như là một người bạn học tiếng Việt và học tiếng Hàn với nhau nha. Gặp anh đi cái ok em sẽ mừng gặp lắm, anh mừng. Mừng lắm. Tới gặp con á, con cho đợi nửa tiếng ở dưới nhà luôn, nào là đi làm về mà 5 giờ đi làm về, nào chải tóc điệu đà trang điểm nào đủ thứ đi xuống dưới đợi nửa tiếng mà vẫn vui vẫn cười, rồi mang nón bảo hiểm cho con, rồi chở con ra đúng cái quán cà phê mà tụi con mới gặp nhau lần đầu tiên. Bắt đầu hai đứa mới tâm sự rồi, nào là tự nhiên cái từ từ cái nắm tay, trời ơi mới gặp cái nắm tay luôn từ từ cái nắm tay nè, nắm tay xong tí nữa lên vuốt tóc nè, vuốt tóc xong nói tí nữa em ơi anh nghĩ là anh lấy vợ là anh sẽ đẻ hai đứa con, rồi anh lấy vợ về anh sẽ nghĩ là anh sẽ đặt tên con là cái gì. Mà nói tiếng Anh hả? Lúc đó nói tiếng Việt chứ con, anh cũng biết một chút tiếng Việt. Nói anh suy nghĩ là anh đi con nói lại đi, con nói lại đi em ơi lấy anh đi để cho anh hai đứa con đi, con nói lại đi đó khi tên anh ra tè oppa naru yagi hechan à naru kiron na kiron ha mien otoke otoke sao đâu em ơi lấy anh đi mình sẽ đẻ hai đứa con có khả tình mà để mà em anh chỉ cho mẹ lần đầu đầu nói là không phải hai con anh đã nói là muốn nắm quân rồi, nắm quân luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà kể sai rồi. Cho có hai quân mệt lắm, không ít lắm, không thể. Bây giờ có hai đứa thôi mà mệt lắm. Nhưng mà lúc đó là ông muốn là nắm con. Con chữa cô con. Dù nhiên là nếu kết hôn phải làm nắm quân. Phải làm rồi. Phải làm năm con. Đúng rồi. Nhưng bây giờ còn muốn năm con không? Just now. Mệt lắm. Không được. Mệt lắm. Không được. À, bởi vì lúc chưa có muốn đúng rồi lúc chưa có thì muốn có rất nhiều, lúc có rồi mà tôi bây giờ anh mỗi lắm. Là mỗi ngày anh đi làm về con thấy anh mệt đấy, con hay ghẹo anh là anh ơi thôi mình đứa nữa. Con đứa lớn nó 2 tuổi rồi, đứa nhỏ nó cũng chực chững rồi, là đứa thứ ba đi. Anh nói trời ơi em ơi nuôi em nuôi hai đứa con anh làm mỗi ngày làm việc anh chợt cái đầu ra như vậy nè, giờ thêm đứa nữa chắc anh chết. Ủa nhưng mà sao mới gặp vậy đó nắm tay rồi vuốt tóc rồi gợi ý chuyện con cái mà em cũng cho mà em cũng nghe lời ổng vậy? Tại vì lúc đó mình kiểu như mình thấy người này thích mình quá, mình là con gái mà thấy một người thích mình mà quá thích rồi nữa. Đúng rồi lúc đó con mới lớn nữa dụ con ghê lắm, nói em ơi em lấy anh đi, anh giống như muốn cho em cả thế giới, em thấy là quan trọng nhất của anh. Thì đúng rồi, mình đang cô đơn mà mình gặp người quá tốt mình phải giữ thôi. Là lúc đó là tụi con nghĩ là thôi. Nhưng em mà con em không có nghi ngờ gì ổng chưa hả con? Hiền lắm chú, hiền lắm, giống như là khi người ta định nghĩa về một người Hàn Quốc á là sẽ giống như là gia trưởng phong kiến hoặc là một người nước ngoài nó như thế nào. Nhưng mà giống như là khi mà cả ba con cũng gì nữa, lúc mà đầu tiên á khi mà con gọi về cho ba con nói ba ơi con thương người này rồi, người ta là người nước ngoài hơn con 12 tuổi nhưng ba con không cho không được.
tại sao con lại lấy người nước ngoài, tại sao con lấy người Hàn Quốc, con không thấy hả, những cái câu chuyện mà gần con đây nè, những cái người trong lấy chồng Hàn Quốc đó, đúng rồi, rồi bị chồng đánh nè, rồi con phải đi xa cha mẹ, rồi khi mà con sinh con đẻ cái con sẽ bị giống như là những cái trầm cảm sau sinh, lúc đó ba mẹ không có gần con thì con phải làm sao? Không là không, tuyệt đối không là không, khóc lên khóc xuống cũng không. Nói là thôi anh ơi giờ sao, ba nói không thôi làm em bé đi. Con dù ổng nói là anh ơi con xuống là em bé đi, nếu cơ bà không thích con cũng sợ. Chưa gặp bà lần đầu đâu, chưa gặp bà lần nào hết, làm em bé rồi. Hãy làm em bé sau gặp lần đầu đâu bà vân. Ơi chúng con có con có thai rồi. Rồi ba nói sao, ba nói sao bà... là vậy nè, một tiếng đồng hồ ba không hề nói gì hết. Ba ngồi vậy nè, ba còn ba của con thì sao? Ba con ba con rất vui, thì vui đúng rồi. Ba mẹ của con là một chút lớn tuổi, lớn tuổi hơn ba 75 tuổi, 75 mấy rồi. Ba rất là 언제나 기다리셨다. Ông bà lớn tuổi rồi, ông bà không biết bao giờ mới đợi tới khi mà bắt lấy vợ và sinh con. Nên ông bà rất là nôn nóng khi mà ông bà, tại vì ông bà cũng có tiếp xúc với con, có nói chuyện hỏi với con và cũng có thích con rồi. Khi mà nghe được tin là con mới bắt em bé là ông bà vui lắm, bà khóc. Bà khóc trong điện thoại, khóc quá trời. Anh này cũng khóc. Mấy người con? Ông bà dạ, ông bà con. Là có hai người con cô. Cái người kia là con Út. Trai luôn. Con kia trai gái. Trời ơi, hèn gì. Không vui sao được chị. Lúc đó ba mươi mấy tuổi rồi. Lúc đó 36 tuổi rồi mà xa gia đình 3 năm rồi, lúc đó dịch nữa con Vân đâu có về được đâu. Ông bà nhớ thương mà cứ suy nghĩ là trong cái thời đại mà dịch á thì cứ nghĩ là con cái của mình, mình muốn cho nó sống hạnh phúc, muốn cho nó không còn quan trọng cái gì hết. Sinh con đẻ cái, có con có cháu là vui rồi. Còn ba con thì lại khác, ba con trẻ mới có 45 tuổi thôi nhưng ba con lại phong kiến. Ba con không muốn, muốn con là thôi đi, đừng có như vậy nữa. Lấy ai thì lấy người Việt Nam đi, ở gần ba cũng được. Sợ. Nghèo cũng được, ăn miếng mắm miếng muối ở gần ba, có gì ba sẽ bảo vệ được con. Bây giờ con lấy chồng đi, con đi nước ngoài đi rồi ba biết tìm con ở đâu ra. Rồi ba mất luôn con gái thì sao? Cái lúc đó con mới, trước khi con có bầu á, ba con đã xác định tâm lý con vậy, thì con nói chuyện với anh là anh ơi, bây giờ em lấy anh đi đúng không? Anh muốn ở Việt Nam hay muốn ở Hàn Quốc? Trả lời đi. Anh sẽ ở Việt Nam. Ok, anh ở Việt Nam. Rồi á, lúc đó là gia đình con có đạo nữa. Anh lấy em rồi đúng không? Anh có theo đạo hay không? Anh theo đạo mới cưới nha. Ba nói theo đạo mới cưới nha. Con lúc đó con chưa có nói với anh là ba sẽ phản đối. Con chỉ nói với anh là nhà em như vậy đó, anh có theo được không? Không, anh sẽ theo đạo, em đừng có lo. Rồi á, lấy nhau xong là ở Việt Nam hay Hàn Quốc? Anh ở Việt Nam. Cái đó con xác định tư tưởng với ảnh xong, con sẽ làm việc lại với ba con. Đây con ngồi con suy nghĩ, con gọi về cho nội con. Con lôi hết cái dòng họ con ra, con nói bây giờ nội ơi, giờ con thương người này quá rồi. Tại vì nhỏ tới lớn con ở với ông bà nội. Con thương người này quá rồi, giờ con phải làm sao đây? Nội con mới nói con tính của ba con vậy đó, nóng thì nóng vậy thôi, nhưng mà lúc nào cũng yêu thương con cái. Cái con mới nói với chồng, anh ơi, em suy nghĩ ra cách này, rồi hai đứa mình lấy nhau được á, có bầu đi, làm đứa con đi. Rồi cái phản bây giờ nè, con hỏi đó. Ba ơi, con có bầu rồi. Ba sao? Có bầu là em xin nè. Không, vợ con của bà có thai rồi. Nó nghe nè, chú rất muốn nghe, chú muốn biết là cái phản ứng của bác á khi của mà nghe con đề nghị, không, của bác á, à, đề nghị là bây giờ là mình phải có bầu. Khoái lúc đó phản ứng không sao? Khoái lắm. Nhưng mà trước đó là hai đứa đã đúng đó, đó là hai, anh đã xác định với con là anh sẽ cưới con, là hai đứa em ơi dẫn anh về nhà đi để anh nói chuyện với ba rồi hai đứa mình cưới nhau. Nhưng mà cô biết là lúc đó con biết là gia đình con phản đối, vậy sao con dám dẫn? Thì con làm việc tư tưởng với mọi người xong thì con nói bác ơi, bây giờ ba em có vấn đề như vậy đó, tại vì giải thích cho anh, không phải là ba em không thích người nước ngoài, không thích người Hàn Quốc, nhưng mà ở gần nhà em thì có những cái câu chuyện giống như vậy đó, thì tâm lý của ba hơi sợ bây giờ. Nhưng mà ba thì là người nóng nảy nhưng mà thương con cháu, thôi em nghĩ cách này anh đừng có lo, tại vì con cho dẫn vô gặp bà nội con rồi. Bà nội con là đồng loạt với con, bà nói là thì cứ tụi bay cứ dậy đi, có gì bà nói đỡ cho tụi bay cho, thì dù gì tụi bay cũng cưới nhau mà. Đó, cái dẫn vô gặp bà nội đầu tiên là em chào bà, em chào, đi vô bệnh viện thăm bà nội. Dạ em chào bà, cái bệnh viện ai cũng nhìn luôn, bà nội con nhìn cái gì vậy trời. Cái nói anh con chào bà. Dạ con chào bà. Nguyên cái bệnh viện ai cũng cười hố lên. Cái đầu vô mới nói nội, nội ơi lúc đó con chưa có bầu. Con nói nội ơi, con nói với nội là con có bầu rồi. Nội giờ con làm sao đây, nội chỉ con với. Con thương bác quá, bác cũng thương con, mà hai con muốn lấy nhau mà ba con phản đối. Thì bay về bay nói với ba bay đi, rồi á cưới xin để ông bà nội lo cho. Thì con như nói bác ơi có bầu đi, có ông bà nội rồi có bầu đi.
Ừ. Bà nội này có vào đi. Cái giờ hai đứa cày ngày cày đêm, sáng cũng cày, trưa cũng cày, có sức là cày cứ cày. Xong đâu có được 2 tháng là bắt đầu có bầu. Là lần đầu tiên con dẫn anh về nhà gặp ba con là lúc Tết, là ngày 30 Tết. Đầu tiên là ba chưa có biết có bầu, lúc đó ba đâu biết gì đâu. Thì cãi ý mà dẫn về đâu có thích đâu, không nói chuyện, đi ra đi vô mặt gầm gầm, không thích. Nói chung là như vậy nè, cái thái độ là kiểu như vậy nè, không thích á. Rồi cái ngày hôm đó là mình suy nghĩ là có bầu rồi, giờ đâu có trốn đâu, đừng nữa đâu, là phải cưới thì cưới thôi, giờ ba có sống chết thì con cũng phải cưới thôi. Cái hôm đó ngồi lại gần ba, ôm ba trước, rồi nói chuyện, ba nói ba ơi, con có chuyện muốn nói với ba. Lúc đó bác cũng ngồi đối diện ba, ngồi bẽn lẽn nghe, sợ, hai đứa sợ. Nhưng mà trong bụng con là cũng mình có bầu là mình sợ gì kiểu vậy đó, nhưng mà tỏ ra là mình sợ thôi. Thì mình hiểu tính ba, ba ơi, con biết là ba lo cho con, ba thương con, nhưng mà bây giờ con thương bác quá rồi, bác cũng thương con nhiều lắm. Tụi con ơi, giống như cũng ở với nhau và có em bé rồi, ba cho con cưới nha. Cái phản ứng của ba con lúc đó là giống như một bầu trời sụp đổ vậy đó. Ba có dò đầu nữa không? Ba con không có nghĩ là con lì tới cỡ đó đâu mà dám cãi ý ba mà để cho có chuyện đó ra. Ba con cảm giác giống như ba con tuột áp. Ba con ngồi vậy nè. Nửa tiếng đồng hồ ba con không nói gì hết á. Bác cũng ngồi yên như tượng hình luôn, tại sợ ba rồi, đâu dám để, nói để, đâu. Để chú hỏi bác. Dạ. Cái lúc đó thì bác nhìn thấy ba dò đầu tiếp tục thì cái cảm giác của bác như thế nào? Udim xin hát đây, oppa anh thay mặt, appa này mà là chỗ. Oppa hiểu rồi. Ba hiểu rồi. Bác hiểu. Lúc đó ba hiểu. Nhưng mà rồi. Bác có sợ không? Scared and if I thought about my in case of my daughter. If my daughter come bring some foreigner and tell me, oh, father, I got my pregnant, like this situation, maybe it's terrible and muốn chết. Anh nói là lúc đó cái khoảnh khắc đó anh sợ nhiều, nhưng mà anh đặt ảnh vào vị trí của ba con, giống như ba con đi mà tự nhiên cái con của anh dẫn một người nước ngoài về chưa gặp lần nào mà nói có bầu rồi, chắc là anh giết luôn chết cái người đó, chết giết chết cái người đó. Nên ảnh cũng thông cảm cho ba con, giống như lúc đó hai đứa con là y như tượng đá luôn á, ba con như tượng đá. Nghĩa là cả con, ba đều câm nín. Cả ba như tượng đá ngồi yên vậy đó. Rồi sau đó, sau 30 phút thì như sau 30 phút thì ba con lấy lại bình tĩnh. Ba con nói với con này, có bầu rồi giờ thì cưới chứ sao. Rồi bây giờ thì ba với bác là có ba thương nhau lắm. Vì hai người á, chênh nhau cũng đâu có nhiêu tuổi có đâu. 10 tuổi thôi. Bạn vậy đó. Y như hai người bạn nhé. Mỗi lần mà chủ nhật mà không đi làm, có khoảng thời gian lúc dịch đó cô Hồng Vân, mà con không ở thành phố nữa, con về dưới đó. Tại vì dịch chỉ thị 16, con sợ con một mình rồi không có kịp sinh đẻ đó. Thì ba nói là thôi về đi, ba đỡ đần cho. Tại vì lúc đó bác cũng đang làm việc gần nhà con. Thì con về với đó, cứ cuối tuần hai cha con ngồi lấy nước trà ra uống trước nhà vậy đó. Ngồi không nói gì hết á, ngồi uống trà thôi. Hai người không hề giao tiếp, chỉ ngồi cạnh nhau và uống trà. Gọi là giao tiếp bằng tâm linh. Đúng rồi đó. Ông này nói với ba là ba cười, có hiểu đâu ba cười. Sợ giống như là sợ bác á, là giống như là sợ ba. Tại vì lúc đầu ba đã như vậy rồi á. Ba nói với con là thương con thì phải thương bác y như là con trai vậy đó. Thì hai tụi con mới hạnh phúc được. Ngồi ba con uống trà với bác mà cứ bác phải học tiếng Việt nhiều chút. Bác học nói rồi. Tiếng Việt nhiều một chút. Nhưng tiếng Việt khó lắm. Khó lắm. Tiếng Hàn cũng lần, khó. Trời ơi, tiếng Hàn rất khó luôn á. Nhưng người Hàn Quốc không được chào, chào sắc, chào năng, chào huyên. Dấu sắc, dấu nặng, dấu huyền. Thì bởi nếu người Hàn Quốc không chăm chỉ khi nói chuyện, người Việt Nam tất cả nói là không biết, không hiểu. Không biết. Dễ thương quá, bác dễ thương. Ờ nhưng mà nè, rồi sau đó thì là bác bao lâu thì bác mới bác có tỏ tình, có cầu dạ hôn với con là lúc đó cầu con, hôn á. Tụi con xác định quen nhau và cái ngày mà tụi con gặp lại ngày đầu tiên đó và hẹn hò đâu có khoảng được 8 tháng hả. Thì lúc đó con có em bé được 3 tháng rồi. Cái ngày hôm đó là ngày, tại lúc đó anh đang đi làm ở gần nhà con ở dưới Vũng Tàu á, con đang ở Sài Gòn một mình. Là tự nhiên đâu ông nội này nói em ơi, thứ bảy chủ nhật là anh thường thường anh sẽ về Sài Gòn với con. Anh nói là em ơi, hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn tới đâu tới đó đó, em ở nhà chuẩn bị đồ nha. Thì con có nghĩ là bình thường thì đi làm cuối tuần về cũng dẫn con đi chơi đi ăn kiểu giống vậy đó. Thì tự nhiên cái hôm đó ổng về, ổng nội ổng vuốt tóc, bình thường không hề vuốt tóc, không biết trang điểm, không biết gì. Đấy, cái đó cũng là một cái vỡ mộng cho hôn nhân của con đó là con nghĩ là người Hàn Quốc người ta chăm chút, người kia ổng không có gì hết. Tự nhiên cái hôm đó ổng về, ổng đứng trước gương, ổng vuốt tóc nè, ổng cài cà vạt nè, ổng mang đồ vét nè, cái gì vậy trời. Ông nội này kêu dẫn mình đi ăn mà sao làm lố vậy, chắc là hôm nay đi ăn những cái nhà hàng sang trọng hay là cái gì đó. Kêu à thì cũng vậy, nhưng mà tại lúc đó con có bầu, con đang ngán nên con không có trang điểm, con y như là một cái con mắm vậy. Con chẳng có khác gì một cái mắm vậy đó, con mặc giống như đi dép Lào nữa. Con mặc cái đầm bự thật bự ra, cái đầu tóc thì cột ra đằng sau rồi thôi. Cái
nắm tay con dẫn đi, con đi vô cái khách sạn lớn lớn nhất Sài Gòn luôn, 5 sao ở ngoài Sài Gòn nhất, con nói chết bà. Mà con không có chuẩn bị simi gì không có bụng chuẩn bị, con nói chết bà, rồi vô đây rồi mang đồ vậy nữa, mình ổng vậy mình nhìn lại mình y như con mắm gì thiệt luôn á. Dẫn vô đây gì ông nội luôn, ngồi vô cái thấy đồ ăn ngon cái bỏ qua cái lo lắng đó đi, đang ngồi tập trung đang ăn đồ ăn ngon cái tự nhiên em ơi anh đi toilet nha, thì cứ nghĩ anh đi toilet thì bình thường thôi. Thì đi toilet xong cái đi ra cái tự nhiên có mấy cái người đánh đàn, ca sĩ đi ra đánh đàn, rồi mấy người múa đi ra. Cái nó khách sạn này phục vụ chu đáo á, kiểu vậy đó. Tự nhiên cái thấy tự nhiên đi lại gần mình, cái đó lúc đó giống như là mình chưa có định hình được trong đầu, nhưng mà tự nhiên cái là đi lại gần mình cái chết. Tim rồi đập rồi đó, tim bắt đầu đập đúng rồi đó không dân, cái trực giác rồi tim nó đập rồi. Ông nội này dở trò gì nữa rồi, trời ơi ngày hôm nay mình như vậy mà dở trò. Nói trước đi, phải ta trang điểm lên cho đẹp, ngồi xa xa thấy có người chụp hình nó chết rồi. Đầu tiên lúc đó là cảm giác là thất vọng trước, thì mình lên hình là xấu rồi nè, xấu quá. Bây giờ hôm nay cầu hôn tất nhiên chụp hình là mình lên hình là mình xấu rồi, chết rồi. Nhưng mà qua cái cảm giác nó, ông nội này cứ tự nhiên làm ba trò bắt đầu khóc. Là tự nhiên lúc đó đang có bầu nữa chú, bao nhiêu cảm xúc với kỷ niệm vợ chồng ùa về, đâu là quỳ xuống dưới chân con nói em ơi em đồng ý với anh nha. Cái mình suy nghĩ cả cuộc đời mình 24 năm, không phải già gì, 24 năm sống trên đời có ai mà dám quỳ xuống dưới chân mình mà nói với mình được một câu như vậy. Là người ta coi mình cả thế giới rồi, thì giờ lấy thì giờ sao, rồi có bầu rồi thì trước sau gì cũng lấy, mà không cầu hôn thì cũng lấy thôi. Thì anh nói với con là thôi lấy anh làm vợ, lấy anh làm chồng nha, em có đồng ý lấy anh không, thì lấy. Ôm nhau rồi hai vợ chồng khóc vậy đó. Đó là cái kỷ niệm hạnh phúc nhất của chú con. Chú nghĩ là con xúc động là bởi vì con rất là bất ngờ. Bởi vì phải chi mà con không có em bé thì cái chuyện mà ổng tổ chức một cái sự lãng mạn như vậy nó kiểu rất là bình thường. Nhưng mà khi mà có em bé rồi mình nghĩ, có nghĩa là mình đã thuộc về ảnh rồi. Đúng rồi, đúng và rồi chú. Chứ ảnh đâu có nhất thiết phải làm. Đúng rồi. Anh phải chuẩn bị một cái buổi hoành tráng như vậy để anh cầu hôn. Con cảm giác là ảnh không muốn con thiệt thòi bất cứ thứ gì. Cho dù con có như thế nào thì ảnh vẫn luôn luôn cho con những thứ tốt nhất. Hồi anh coi ảnh tổ chức cái buổi đó là có lâu không? Ôi mà nó chuẩn bị hết rồi. Propose. Một tuần. Một tuần. Tại vì một tuần. Tính chất công việc thì rất là bận. Có tốn nhiều tiền không? Cái Corona là gì cô? Bởi vì dịch Covid, mọi thứ rẻ. Corona là gì cô? Sát tả. Mọi thứ đều rẻ. Quan trọng là chúng ta 하고 propose 하고 이틀 뒤에 거기 호텔에 주방장, 셰프, 셰프가 코로나 걸려가지고 거기 사람들 다 잡혀갔다. Bởi vì cái dịch Covid nên cái khách sạn nó dính Covid hết rồi, nên mọi thứ ở đó mọi đều rẻ. Tới welcome á, chào discount, discount, discount. Tới càng gì nổi. Ok hay quá. Rồi. Gì đó, bác thích đồ ăn Việt Nam không? Thích Việt Nam. Thích đồ ăn food, 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 food. Xin lỗi, food. Con thích con thích nhất là cơm tằm. Cơm tằm. Cơm tằm. Rồi. Mỗi ngày có thể ăn. Mỗi ngày có thể ăn cơm tằm. Mỗi ngày con có thể ăn được một đĩa cơm tằm. Đúng rồi. Nhớ nha, cơm tằm chứ không phải là con tằm. Cơm tằm. Cơm tằm. Cơm tằm. Cảm ơn cô. Con tằm là nó nhả tơ dịch dịch ăn. Vậy à, thích ăn cơm tằm. Vậy thì có thích ăn bún mắm không? Bún mắm. Mắm. Bún mắm ăn được nhưng nếu muối nhiều khó lắm, một chút khó lắm. Nhưng mà ăn cơm tấm là có ăn nước mắm hả? Nước mắm anh ăn được. Dạ, ăn được. Không, con hỏi á, mắm tôm. Mắm. Mắm. Mắm tôm, cà phá. Cái đó cũng bảo là tìm. Cái con ghét nhất của ảnh á. Sao vậy? Người Việt Nam mình á vốn dĩ ăn cái gì cũng phải có tí nước mắm mới ngon. Mỗi lần á nói chung cái điều đó là cái điều uất hận của con trong lòng của con bao lâu nay, là con tức tối lắm mà con gặp sao ai cũng phải đi. Nói. Đó. Kiểu giống như người Việt Nam mình á ăn cái món gì cũng phải có miếng nước mắm cho ngon. Mình thèm cái gì ví dụ gà kho đi, mình kho lên cũng phải bỏ miếng nước mắm vô. Đi làm về nói: "Em làm cái gì trong nhà mà hôi quá vậy?" Mỗi lần đi làm về nghe mùi là khó chịu. Trong khi á mình đang vui mà mình làm được cái món ăn mình thích ăn không ngon. Kiểu vậy. Là nước mắm mà nước mắm mặn là không ăn được. Bữa nào á mùi con, nữa. Bữa nào á con làm thử á là cái gọi là gì? Mắm ruốc. Mắm gì? Mắm cải lộn được cô Vân. Mắm ruốc á xong rồi cho bác ăn thử là bác ăn là sẽ bị ghiền. Mà đậu rồng mà chấm mắm ruốc nữa. Mắm xin mời đi chú. Ủa thích cái mắm ruốc. Mắm ruốc của ba mua lưu chị. Không biết. Để từ từ đi, bữa nào đi gửi qua cho ông em. Rồi, ngon nghĩa... lắm. Ngon lắm. Lòng lắm. Ngon lắm. Có nghĩa là anh không ăn mắm được. Nước mắm nấu mua chùa. Việt Nam xà lam xà cứ đều. Nước mắm bỏ gửi bọc chì. Nhưng mà giờ chung 냄새 약간 좀 진한 것들. 풀 종류. 자우.
Rau thơm. Rau thơm. Ừ. Rau thơm. Rau thơm. Với ngò là anh không ăn, không được. Ăn được. Rau thơm, ngò. Sầu riêng nữa. Sầu riêng. Nhưng là những cái gì mà có mùi, có mùi nồng là anh không ăn được. Nếu nếu không có muối thì tất cả ăn được. Dùng muối một chút cola một chút. Như vậy là anh không ăn được đậu hũ mắm tôm rồi. Đúng, đúng rồi. Mắm kia còn ăn được sao mắm tôm ăn nổi. Ủa nó nghe nè, hai đứa nói chung nhìn thấy vui vẻ như vậy, rồi nói chung là có em bé sớm vậy, chắc có lẽ là trước khi kết hôn là đâu có chia tay à? Có giận hờn để mà phải chia tay nhau không con? Là con đặt cái cột mốc kết hôn là 2 tháng trước đi. Là trước khi con kết hôn là đùng đùng cũng phải vài trận. Vậy con hả? Nói con chày da chóc vẩy mà con mệt mỏi đến mức mà con kiểu như là mình sắp vỡ não ra tới nơi. Ủa, tại rồi. Sao vậy? Cái tật xấu của con là con hay giấu đồ, con hay quên mà con hay giấu nữa. Con giấu xong cái con không nhớ, con cất đâu hết. Tiền con cũng không nhớ mà kiểu như là mình nghĩ là mình để đây là mình sẽ nhớ thôi, kiểu như là mình nghĩ là mình sẽ nhớ thôi. Con giấu bát bo của ảnh nè, con giấu hết giấy tờ thì sao, tại vì tiền bạc bát bo giấy tờ ảnh đưa con hết. Xong con giấu. Xong con không sao nhớ. Giấu xong không nhớ luôn. Cái tật gì hay thích giấu vậy, cái đó cái tật con cũng mới giải thích sao con giấu xong con không nhớ. Rồi ảnh cái hôm ảnh chuẩn bị di chuyển công tác về Biên Hòa nè, tại lúc đó tụi con ở Sài Gòn. Em cho anh bát bo với lại làm cái gì cũng phải hỏi con hết rồi con đưa giấy tờ cho. Đưa anh bát bo với lại thẻ tạm trú rồi anh đi chuẩn bị đi chuyển công tác. Ở để đâu ta? Để đâu ta cái à hình như là mình để đây nè. Nhớ tàn nhớ trước cái khúc giấu không mà. Ở để đây nè. Ủa sao không có ta? À chắc để chỗ kia. Ủa sao không có? Chết rồi sao không có? Lục banh cái nhà luôn không có. Chết rồi giờ không có rồi giờ sao? Rồi phải đi làm lại cho anh chứ sao? Thì mình là mất. Mình là người đi làm, mình là mất thì mình phải đi làm lại. Ủa là mất thiệt á hả? Mất thiệt luôn cô Dân, con không biết con giấu ở đâu. Bây giờ kiếm được chưa? Tới giờ chuyển nhà rồi con không biết giấu ở đâu nữa mà. Đi làm lại đó. Trời ơi mệt lắm làm lại. Con có cái nhà mà giấu bên nhà người khác không? Con đẻ hai đứa rồi, con mổ 2 lần. Rồi kiểu như là đầu óc vốn dĩ cũng không được tỉnh táo như người ta nữa. Cái tương tư giấu đồ xong cái giờ Kim cũng ra là phải đi làm lại. Cái đợt đỉnh điểm là hai vợ chồng con cãi lộn nhau mà con thì con nói là con bỏ rồi con không ở nữa. Con đưa ảnh lên trên cục quản lý xuất nhập cảnh để làm lại visa cho ảnh. Cái thiếu cái giấy tờ gì đó chắc con là tính con lại cứ quên cứ không nhớ luôn. Được không nhớ rồi quên cứ lên đó bắt đầu lại đi về rồi lại đi lên rồi lại đi về lại đi quên lên cái chục lần đó vẫn chưa đủ cái bộ hồ sơ để nộp cho họ. Bực bội quá ông này mới nói là tại sao mỗi lần em đi làm em không gọi điện thoại em hỏi người ta là em thiếu cái gì rồi em đi em chuẩn bị cho xong rồi em đi luôn sao mà cứ đi lên tối ở nhà thì hai đứa con không ai canh. Khóc lúc đó con mới vừa đẻ thứ hai mới mổ xong nó con bụng con đang đau mà mình chưa có hoàn hồn chưa nói chung là chưa có dậy như một người bình thường. Cái tức tối trong người, mình biết là mình là mất, mình sai rồi. Biết là mình sai rồi đó, nhưng mình đừng có chửi. Mình đang đi làm lại cho mà, mình cũng đang chịu trách nhiệm về cái hành động, mắc gì phải chửi mình. Anh không thương em hay sao? Tự nhiên lúc đó nghĩ qua cái anh không thương em, anh mới chửi em. Đứng khóc giữa ngay chỗ cái cục quản lý xuất nhập cảnh. Ông nội này kêu là em đừng có bướng, em sai rồi mà em còn như vậy. Bắt đầu la lên con, kêu tên con, hét to lên cái tên con ngay giữa cục quản lý xuất nhập cảnh. Ai cũng nhìn con, vừa tủi thân vừa xấu hổ, nói không ở với ông nội này nữa rồi, khổ quá khổ rồi. Thôi thì tuổi thân quá tuổi thân không ở nữa, về đi vậy thôi. Là cái đợt đỉnh điểm là cãi lộn nhau nhiều nhất. Cái rồi bất đồng ngôn ngữ nè, rồi cái trong cái cách dạy con nè, rồi ở với nhau giống cô Vân thấy nước mắm này cũng cãi lộn nhau. Thèm ăn sầu riêng không dám ăn, ăn phải là đem ra ngoài ngồi ăn hoặc là vô phòng ngồi giấu, thấy tuổi thân gì đâu kinh khủng. Rồi cứ những cái nhỏ rồi tối ngủ cũng không chịu ôm. Mình tuổi chứ cả ngày mình mệt mỏi con cái, tối về muốn chồng muốn đi làm cả ngày đâu có được gặp nhau đâu, nhớ chứ sao không nhớ. Về chỉ mong là chồng ngủ chồng ôm em một cái đi, không ôm nó em ơi ngủ thì ngủ cho thoải mái đi. Ôm anh đau tay này kia đó, mình tuổi thân trong lòng chứ nói là từ cái việc giấy tờ là mất nữa. Thôi không ở nữa. Ở vỡ mộng, kiểu như vỡ mộng vậy đó. Không có phải giống như mình tưởng tượng, anh nói anh cho em cả thế giới có thấy cái thế giới nào đâu. Thấy thằng tuổi thân không mà không ở nữa. Là cái đợt đó là cãi lộn nhau là đỉnh điểm nhất. Nhưng mà ổng có năn nỉ không? Rồi có chia tay không? Không. Chia tay chưa, con chưa nói chia tay, con xác định trong đầu con gọi con nói với nội con là mới nói, xác định trong đầu con thôi. Con xác định trong đầu con rồi, con nói gọi và nói nội nói cô con là con không ở nữa. Mét bà nội nữa đó. Mét bà nội, con nói là con làm giấy tờ cho ảnh xong là con thả ảnh đi đó, con không ở với ảnh nữa. Cái nói sao tụi bay cứ chặt cà hẹt rứa hè. Chồng nói này thì vợ nhịn cái đi, có bao giờ nó chồng lên tiếng to thì vợ nhỏ tiếng lại, chồng vợ lên tiếng to thì chồng nhỏ tiếng lại, sao tụi bay cứ chặt cà hẹt rứa hè. Cái nội con nói con vậy rồi, cái kiểu như cũng biết mình sai đó cô. Cái con cũng giải thích cho là không phải, một phần là giống như là con cũng mới sinh xong, sức khỏe con chưa có. Con cũng cố gắng khắc phục cái lỗi của con rồi, nhưng mà con không làm tốt được thì con cũng xin lỗi. Cái còn biết lỗi cũng là biết tính hay tuổi thân nữa. Thôi em ơi, mình vợ chồng mình cùng cố gắng nha. Mình ráng mình làm cho xong giấy tờ đi. Dỗ con không biết thôi. An ủi. Tính của con nghĩ là mới tính trong đầu thôi. Con biết rồi, mới có 24 tuổi, con đang là con nít mà, mặc dù là mẹ hai con nhưng vẫn còn con nít. Đúng mà. Rồi. Cứ nạt tính con nạt
con là con phải gằn lại đó, cái mỏ phải hổm lên cái đã, biết là mình sai nhưng cái mỏ phải hổm lên đã. Cho dù là gì nhưng mình đúng đi, mình phải đúng dập là... trước. Ừ, mình phải dập trước đi cái đã, xong rồi cứ nhỏ nhẹ lấy con là. Thôi thôi, nó tóm lại nữa. Tóm lại là không có gì cả, đúng không? Chưa kịp chia tay. Như chưa có chuyện gì xảy ra. À, mới định thôi. Mới định thôi, cái sai định mình con thôi chứ ảnh chưa. Mặc dù cái nguồn cơn của sự sai trái đó là do từ mình. Hỏi bác đặt bác. Bác có ghen không? Cố gắng. Ghen á. Ghen á. Ghen hắn, con không biết nói tiếng Hàn cái từ đó làm sao nữa. Chai rồi. Khu cơ khách thà, ụp nà bạc kê khá miền, ụt chôm dài hai kỳ bấm đọc bác sẽ nè, dạ. Dạ. Có. Có. Không phải nhiều, bây giờ biết rồi. Bây giờ con cảm biết rồi. Anh không thích. Con không thích. Mang áo hở. Áo hở, không thích. Áo hở, không được. Biết rồi. Biết rồi. Có trước tôi có message cho người nào không? Dạ. Một hai đứa nào có message cho trai không? Cho đàn ông không? Không. Tất nhiên rồi, em chung thủy mà. Có nhiều có nhiều hả? Có nhiều cái này. Một lần. Mấy lần? Không phải người là tất cả mọi làm việc đồng nghiệp nhắn tin cho đồng nghiệp đúng rồi tức là quá. Bắt đọc được cho con nói một chút đi con tức quá người khác cho nói tiếng Việt này cho nói tiếng Việt người khác không có người khác thì không có nhắn cho đồng nghiệp rồi tức không bắt tức không you angry không phải tin bỡ nên tin bỡ nên ở y phụ phụ nên tin bỡ mình nên đã tin con sao nhưng mà cảm giác khó chịu không thích điều đó bây giờ cái vụ đằng sau đâu nhưng cái áo, 옷은 좀 그렇게 안 입었으면 좋겠다. 응어 한국어 떡과 순잉라 내우 아오 니나이. 순잉, especially 그 응어이자 응어 또 또이 또렌 순잉라 con gái làm việc. Con gái hư. Hư. Đúng rồi, đúng cà rồi. Bé. Con gái hư. Cà bé. Cà bé đó, cũng dùng từ cà bé. Cà bé. Nhưng mà cô Vân để con nói tại vì đâu phải lúc mà con gặp ảnh xong con mới vậy đâu, lúc trước giờ con vẫn vậy mà. Tại vì giống như con giải thích đó không phải con ý xấu đâu, tại vì mình mới lớn, mình là con gái thì cái gì mình muốn khoe thì mình khoe thôi. Mình vô tư vậy đó rồi. Từ lúc con gặp ảnh thì con cũng biết tiết chế rồi là chồng mình không thích nhưng mà cũng vừa phải thôi. Mỗi lần đi ra đường, tất nhiên là đàn bà phụ nữ đi ra đường ai cũng phải trang điểm, ai cũng chọn cái bộ đồ mình thích nhất, mình cảm thấy đẹp nhất đi ra. Mình hôm đó nha, mình cảm thấy bộ đồ đó là đẹp nhất đối với mình. Mang bộ đồ đó đi ra, nó anh em chuẩn bị xong rồi đi thôi. Cái mặc đồ kiểu gì vậy? Áo này không thích. Đi vô thay đồ đi. Mình đang thấy mình đẹp nhất mà tự nhiên cái chê. Nhưng for fashion. Không tốt. Nói đi, bác nói đi, nói đi. Nói cô hiểu nè. Bác áo như này, người nông thôn. Người nông thôn. Ý là hở hang là người nông thôn. Anh ý theo cái suy nghĩ của anh là không nên hở hang, mình phải sang trọng. Kiểu vậy đó. Nhưng mà với mình cái hôm đó mình thấy bộ đồ đó đẹp nhất. Cái tâm trạng mình đang vui là vì mình mặc bộ đồ mình thích. Cái tiện đi ra cái chồng, em ơi thay đồ đi. Nó tự nhiên cái thay đồ đi thì thay đồ thì con cái bề bốn đi thì đi đại đi thay cái gì mà thay. Không thay, ở nhà không đi đâu hết. Làm tự nhiên cái mỗi lần đi chơi là bực bội. Ừ, mỗi lần đi chơi là nó bội. Nó tóm lại là ghen. Mang cái áo mà nó dài tới đầu gối, ok, đi. Là nó phè ra như vậy nè, y như là cái váy con đang mang, nó rộng ra vậy. Nghĩa là thích kính cổng cao tường. Thôi bây giờ nhân càng đây nói luôn tới cái phần cái phần kia luôn đi. Lại bắt nói đi. Bắt nói đi. Tật xấu. Tật xấu. Vợ tật xấu là cứng đầu đúng không? Quên mặc chân nhiều. Quên hay quên? Quên mặc chân nhiều. Không muốn mở chị không muốn. Quà. Con cho quà. Đáng nhớ là điện thoại. Thì điện thoại cho vợ nói là xin cảm ơn oppa, oppa là anh. Anh xin cảm ơn, em sẽ sử dụng mãi mãi. Ừ, sử dụng mãi mãi. Tặng cho cái điện thoại, nhưng cảm ơn. Khi đi nhà hàng, quên lại nhà. Bố, let's go. Bố nói là, oppa, quên mặc điện thoại rồi. Oppa, là quên điện thoại. Không, quên mất điện thoại. Quên mất điện thoại, quên mất điện thoại nhà. Oppa, quên lại. Quay lại lấy điện thoại. Nhiều lần. Có nghĩa là quên trước quên sau. Quên mặc đồ nhiều và không quản lý tiền. Không quản lý tiền, không biết cách quản lý tiền. Không hay quên nè, không biết quản lý tiền nè. Có
cứng đầu không? Màu đi tanh tanh này mà đặng được rồi. Cứng đầu đúng không? Có hay cãi trẻ không? Trẻ trâu. Trẻ trâu. Trẻ trâu. Biết được. Giống như đứa hận, giống như con nói đó là cái gì cũng vậy ra chứ con phải cãi cái đã, con đúng con sai con phải cãi cái đã. Dập liền. Xong từ từ rồi con cảm thấy con sai. Có nhiều hôm á con sai đến mức mà con biết con sai rồi, con cứ phải cãi. Con cãi cho khi nào mà ảnh hết, ảnh không muốn nói chuyện với con, ảnh nói là không muốn nói chuyện với em nữa, em đi về nhà ba em đi, giống như ổng gửi con về lại nhà ba con luôn á. Cái thôi mình mới im, mình cảm giác là ổng chịu hết nổi, mình im. Cái tối mình cứ cả ngày mình cứ suy nghĩ chết rồi, mình làm một cái lỗi quá lớn rồi mà giờ mình lỡ cãi rồi, giờ mình phải làm sao, giờ mình biết tính chồng mình rồi. Tới ôm xoa xoa gì anh ơi, khóc, con khóc, mình cảm thấy có lỗi thiệt mà mình cứ làm chồng mình giống như đi làm đã vất vả, nuôi mình rồi nuôi hai đứa con nữa mà cứ áp lực, về tới nhà là cứ cãi, về nói cái gì cũng cãi, nói cái gì cũng cãi. Cái em xin lỗi, em cứ làm anh khiến anh mệt mỏi này kia kia nọ đó, thôi anh bỏ qua cho em. Nói cũng giống như cũng hiểu con, biết tính con trẻ trâu, cũng thông cảm cho con. Cứ vợ chồng cứ từ vậy cứ lướt qua tới nay 3 năm rồi. Đó, quay qua ôm cái tha thứ hết đúng không? Tha thứ hết tất cả. Để... Bác muốn vợ thay đổi điều gì? What do you want? He con thích bây giờ. Vợ. Con thích vợ bây giờ. Vợ bây giờ. Tức là con đã thay đổi nhiều rồi đúng không? Không. Có thấp tới giặt chồng mọi thứ. Hả? Có giặt chồng. Xấu, thấp xấu. Có tật xấu. Có thấp xấu nhưng bởi cho chăm sóc em bé cho chuỗi lắm và mọi ai cố gắng chuẩn bị món ăn Hàn Quốc. Thì với con với cho chất hạnh phúc. Con hạnh phúc. Hạnh phúc. Tại vì con không chăm em rất là chăm em đó. Gãy là con rất hạnh phúc. Mỗi ngày làm đồ ăn Hàn Quốc, chuẩn bị món ăn Hàn Quốc cho chồng. Đúng rồi, tất cả cô tốn nãy và không tốn nãy. Mỗi người đều có tật xấu và tật tốt. Thì em với cho chất hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ không muốn thay đổi. Không thay đổi gì. Đúng rồi. Vợ như bây giờ. Đúng rồi. Không cần phải thay đổi nữa. Thôi chúc mừng em. Chúc mừng em. Nghe. Thật sự là đã. Chúc mừng con. Thật sự là con đã thay đổi rất là nhiều để mà bác nói được cái điều đó, phải nói là rất là hạnh phúc. Thật sự thì khi mà con lấy chồng á, lúc mà con 22 tuổi thì con nghĩ cuộc sống con màu hồng thôi. Giống như anh nói là con có cả thế giới mà con đâu có lo lắng gì đâu. Nhưng mà khi mà con lấy chồng về á, con mới cảm giác là đúng, thật sự là cuộc sống hôn nhân nó không có giống như màu hồng đâu. Nếu như mà mình không hy sinh, không thay đổi, không biết hòa nhập với chồng thì nó là màu đen đó. Có những cái mà giống như ảnh nói là con không hiểu đó. Tại sao lại phải như vậy? Con không thích như vậy, con không muốn vậy. Và vốn dĩ cái suy nghĩ con không phải là vậy, giống như là anh nói là giống như là vợ phải giữ tiền đi, phụ nữ là phải biết ấy tiền đi, rồi em cứ làm tốt đi, anh sẽ đưa em hết tất cả. Mà con nghĩ là tháo là giữ tiền chứ cho nó mệt. Rồi anh nói với con á là lúc đầu á và anh có bạn gái của anh nói với anh là khi mà kết hôn rồi á là bạn gái anh sẽ giữ tiền nha. Nên anh mới nói là ủa tiền của anh tại sao lại đưa cho bạn gái giữ, anh không thích. Nhưng mà khi anh lấy vợ rồi anh mới thấy là đúng là phụ nữ phải giữ tiền. Bắt đầu ảnh cứ đưa cho con giữ tiền, cô Hồng Vân biết rồi đó. Hai đứa con bận rộn sáng tối, không có một cái tí gọi là giống như là một cái thời gian cho bản thân luôn á, kiểu giống vậy. Vì không tên á. Rồi là còn tiền nữa. Chồng đi làm đưa tiền, rồi chi cái gì, mua cái gì, rồi phải tính toán trong đầu phải chi ly rồi. Rồi bây giờ tiền. Tới cái lúc này, bây giờ tới con đó. Đó, con kể xấu, con kể xấu cho. Đó. Cái việc ổng đưa tiền, ổng đưa hết trách nhiệm cho con như vậy. Làm con cảm thấy mệt mỏi, tật xấu. Là con cảm thấy mệt mỏi đó là tật xấu. Mà ảnh có chia sẻ với con trong công việc thì trong kinh tế hay trong cuộc sống? Kinh tế là về phần là ảnh lo kinh tế. Là khi mà con nói với ảnh là thôi thì bây giờ em ở nhà em lo cho hai đứa con, anh đi làm kinh tế đi, mỗi đứa một việc. Ví dụ mà mình có khỏe thì mình giúp nhau, còn không thì thôi, cứ biết việc của nhau mà làm. Nên con không có cày nè, ảnh cũng chẳng có đòi hỏi con. Là khi mà trước khi cưới là xác định nhau hết rồi. Còn về phần con không thích ảnh là tính bê bối lắm, bê bối con bê bối không thể nào tả nổi, bê bối mà. Nhiều khi con bực bội mà con nói cả mẹ chồng con đâu luôn mà con không thể nào hiểu nổi. Mẹ ơi mẹ nuôi làm sao mà con không thể nào hiểu nổi chồng con. Vừa đi làm về đúng không, mở cái cửa ra chào con gái ba về này, ôm với con gái xong cái ba lô thảy đó đi vô một bước gỡ chiếc vớ để ngay cái giường, đi vô thêm bước nữa cởi cái áo để ngay cái ghế. Rồi đi vô được tới máy giặt rồi nha cô Hồng Vân. Còn chiếc giá còn lại cởi vô nhưng mà không để máy giặt, để kế bên cái máy giặt. Trời ơi, con cứ đi theo, con cứ lụm cái này, con lụm kia. Con nói
Cái gì vậy trời? Ví dụ như con nghĩ trong bụng con bực bội bản thân lắm, mình ở nhà cả ngày đã mệt mỏi, không có hiểu cái sự mệt mỏi hay sao mà về còn hành nữa. Hành còn phải đi dọn cho con, dí theo con, rồi con này đi theo đuôi chồng. Mỗi lần vậy con có càm ràm với ông không? Không, con tính con không càm ràm, nhưng mà con giận là con im, con không nói. Đây cũng là cái tật xấu của con im cũng nói vậy đó. Là cái tính bê bối của ông là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không, kiểu như là không thích cái gì là hay ấy lắm con. Hay hiện liền. À, hay tủi thân mấy cái vụ nước mắm với lại mắm tôm gì đó. Đồ ăn của mình đừng có làm vậy. Kiểu như con quý trọng đồ ăn lắm mà cứ nói em ơi, thúi quá. Mấy bữa em có ăn á, em lựa lúc mà anh không về thì em ăn, ai biết anh về lúc nào mà không ăn. Trời, kiểu nghe tổn thương đúng không? Tổn thương chứ cô, trời cả nhỏ tới lớn mình ăn cái món, mà ăn cái gì mà phải có cái tí cái đó mới ngon. Chị nói vậy, cả một cái ẩm thực Việt Nam, cả những cái con là cái tính con thích ăn nữa. Tự ái đúng không? Tự tổn thương thì tự ái nữa. Thương này cái nọ rồi á. Có nghĩa là chơi thẳng luôn. Đúng rồi, là đó. Chơi thẳng, không có sợ con buồn nữa rồi. Cái cô dân biết rồi đó, nhiều khi con nghĩ là giống như chồng con không có sự thấu hiểu với con hay sao á. Con đâu, con không phải là con đổ thừa đâu nha. Mình có hai đứa con, mình bận rộn này kia nọ, nói chung là con không có phân biệt với chồng con về cái việc chăm con này hết. Nhưng mà đôi khi mình không thể nào mà mình lo chu toàn hết tất cả mọi thứ. Quên cái này quên cái kia đó là con nghĩ đó là lẽ bình thường mà ai mà như con thì đúng cũng rồi. Sẽ quên thôi. Không kiểu bực bội lắm. Em sao tiền rồi để ở đây? Thì em cũng để trong giỏ của em mà, chứ em đâu có dục ở ngoài đâu. Chỉ là em chưa nhét vô cái bóp thôi. Em, điện thoại đâu? Chết rồi, em để quên điện thoại. Mà cô dân biết, mỗi lần đi ra ngoài á, xách có cái mình đi ra không thôi, ôm đứa đầu đi ra. Còn con tả, sữa nè, rồi nào là đủ thứ chuẩn bị vô một cái giỏ để xách đi cho hai đứa nó thì làm con sao? Con hút hết á. Con hút hết luôn rồi, con quên của con. Rồi. Con hút hết cho cả gia đình rồi, con quên của con. Bây rồi giờ là con mong muốn bác thay đổi điều gì? Con con mong muốn bác thay đổi thì cái tính mà rải đồ á, cái tính mà bê bối đồ bối á. Rải chỗ thôi cũng được. Không cần phải bỏ vô máy giặt, nó rải chỗ thôi, gom cho nó lẹ. Cô nghĩ á, không, cô nghĩ là con nói cái điều này với bác đi. Nói bằng tiếng Hàn á. Em mong anh thay đổi, anh giúp em á, anh đừng có bị bừa quá, em mệt lắm. Con nói nghĩa là con nói đó. Những cái gì mà con mong muốn bác thay đổi. Và cuối cùng con hỏi bác một câu là anh có đồng ý thay đổi không? 저는 딱 하나만 원하고 싶어요. 지는 지금이 충분히 행복하는데 근데 애기 이렇게 힘들잖아 오빠도 알잖아. 딱 하나만 퇴근할 때 집에 도착하면 옷하고 양말하고 가방 세탁기 안 넣어도 돼. không cần bỏ vô máy giặt cũng được, seokhakki an nodo dae, kyeonyang dak hanaman nomen dae, đừng có rải. Rải đi từ phòng khách rải lên tới trên lầu, rải tới cái máy giặt vẫn không để. Nói, anh có đồng ý thay đổi không? Nói bằng tiếng Hàn tự nhiên mà nói bằng tiếng Việt. Đúng rồi. Oppa Tony, oppa sẽ cố gắng. À, thể hiện đi, thể hiện. Có không? Chồng có thay đổi không? Bác có thay đổi không? Oppa. Oppa. Có thay đổi có thay đổi không? 바꾸도록 노력할게. 기다릴게. 미안해. 괜찮아요. 신 lỗi em. Oppa sẽ thay đổi. Rồi, tình cảm chưa? Hay quá. Tình cảm chưa? À, nói với bác là anh Thuận mong muốn là nhân cái cơ hội ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son với con, thì là anh Thuận muốn bác là có nghĩa thể hiện một cái tình cảm gì đó bằng hành động hoặc là bằng một cái lời nói nào đó trong chương trình ngày hôm nay. Tự nhiên bác nhỏ nói vậy cũng kỳ. Cũng kỳ. Bác when you stand up and you told her I love you, excuse something like that. Oh, I'm sorry and I love you forever. Yes. And I stand up. Yeah, stand up. Yeah. Đứng như vậy luôn. Đó. Tiếng Hàn được không? Tiếng Hàn được. Tiếng Hàn, tiếng Hàn. 이렇게? 오빠 생각해보면 오빠가 24살 때 너무 어린 학생이었어. 근데 우리 호랑이는 오빠 만나가지고 24살에 벌써 엄마가 되고 많은 것 경험하고 좋은 가정 꾸려주고 오빠 위해서 많은 것들 해줘서 너무 고마워. 오빠 너무 사랑하고 우리 더 남은 시간 행복하게 살아가자. 고맙습니다. 고맙습니다. 하자 할게요. Rồi. Là ảnh nói với con á, là ảnh giống như con hiện tại là con chỉ 24 tuổi thôi. Bây giờ ảnh suy nghĩ lại những cái năm ảnh 24 tuổi thì ảnh không thể nào mà ảnh vì một người giống như con vì ảnh. Vì một người luôn luôn chờ đợi một người và kiểu như là luôn luôn cố gắng thay đổi bản thân vì ảnh.
là anh sẽ giống như là thời gian còn lại anh sẽ cố gắng thấu hiểu con nhiều hơn và hai vợ chồng mình sống cùng nhau sống hạnh phúc nha. Rồi. Dạ. Very good. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng Phát. Dạ, rồi con đã đến ở đây. Chúc mừng chúng ta sẽ gặp lại. Dạ, con cảm ơn cô. Xin con đi vô đây. Ok.